Rồi em xin chào quý cô chú anh chị mình ha. Hôm nay vừa em lên giao lưu với cô chú anh chị mình là nguyệt quế lá sắn ôm chùm với lại nguyệt quế ghép nguyệt quế lá rí nha cô chú anh chị. Hàng mét ạ, hàng đẹp ạ. Đây, mã đầu tiên là mã số 1 nha. Hàng làm chứng, kỳ lùng lực. Cành 1, 2, 3, 4 đủ. Ok này đẹp ạ. Đây là cố cành đóng chỉnh nha cô chú anh chị. Nguyệt quế mà làm được gì nó phải hy sinh bao nhiêu cây nó mới còn lại được bao nhiêu cây gì nè. Cô chú anh chị mình chơi dành nhiệt quế biết là nó khó làm được mấy cây mini lùng lực thì khó làm được. Nhưng mà khi nó thành phẩm nó hần rồi thì nó khỏe. Khúc phôi nó khó làm. Khúc phôi là nhà vườn ta làm tỷ lệ hao hụt nên nó cũng rất nhiều ha. Nên là cái giá này khi nó cũng hơi cao xíu. Đế cũng đều nha cô chú anh chị. Đế đều luôn ha. Đây cái phơm tàn nữa đây. Nó dày phơm nha cô chú anh chị. Qua thì vậy. Chuẩn bị có hoa này. Đưa cái dàn sườn mình dưới này. Sườn mình dưới này. Cây làm cực đẹp luôn á. Cực kỳ kỹ. Cốt to nha cô chú anh chị. Cốt to mà đóng chỉnh nha, cây làm đẹp. Cây này sạch sẽ không có trái tột không gì hết nha cô chú anh chị. Lùng lực mini để bàn ha. Thấy cưng lắm. Rồi đem xây dài dầm để làm báo thông số của mã số 1 nha cô chú. Cây này là lá sắn ôm chùm ghim luôn. Rồi bây giờ em báo thông số của mã số 1 nha. Cái hoành gốc nó ở đây. Hoành gốc nó ở đây là 11. Chiều cao của cây. Chiều cao của cây là 15. Hết tán ngang. Hết tán ngang của nó là 33 nha. Thì mã số 1 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.250.000 nha. Là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị. Cả cây lẫn chậu luôn nha. Rồi bây giờ em lên tiếp mã số 3, số 2 nha. Rồi em lên tiếp mã số 2 nha cô chú anh chị. Cái cây này cái bộ đế của nó đẹp. Thì quế lá sắn mồm chùm này, cây thực lắc. 1, 2, 3, 4 có. Mà cái đế nè, cái bộ đế. Cây sạch sẽ không trái tuột gì hết, nó già đen luôn à. Cây này cây sắp đế nha cô chú anh chị. Sắp đế á. Đế đẹp lắm, đường hân cũng đẹp. Cây hoàn toàn sạch sẽ nha cô chú anh chị. Đế là nó phun chậu luôn. Đế nó phun chậu luôn. Phơm tàn thì nó dày phơm nha cô chú anh chị. Dày. Chị bích luôn á, chị đẹp luôn. Để em xây dài dòng để em cho cô chú anh chị coi phơm tàn như là dàn xương bên dưới nha. Cây đế đều đường thân đẹp ha. Đó, cây trực lắc nha. Đây, cây phơm tàn đó đây. Dày phơm nha cô chú anh chị. Chị bích luôn. Xương bên dưới đây. Cây làm kỹ lắm. À, xương sửa chi tiết nha. Đó, cây là thần chậu nha cô chú anh chị. Quỳ quế thần chậu thì cô chú anh chị mình chơi thoải mái ha. Rồi đem xây dài dòng đó là em báo thông số của mã số 2 nha. Rồi bây giờ em báo thông số của mã số 2 nha cô chú anh chị. Đây cây hoành gốc. Hoành gốc nó ở đây là 13. Chiều cao của cây. Chiều cao của cây là 17. Hết tán ngang. Hết tán ngang nó là 30 nha. Thì mã số 2 này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 1.250.000 nha. 1.250.000 là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị. Cả cây lẫn chậu luôn nha. Rồi bây giờ em lên tiếp mã số 3 nha. Rồi em lên tiếp mã số 3 nha cô chú anh chị. Mã số 3 là cây nguyệt quế ghép nguyệt quế lá rí nha. Đây cây này đế đều nha cô chú anh chị. Đế đều đẹp. Muốn tương tự như đế xếp luôn à. Đây. Bỏ cộng đều luôn nha. Em xây dài dòng thì em sẽ báo thông số của mã số 3 nha. Đế này hồi đó có ship luôn á. Ship mà kiểu mà khúc sau đeo đuổi nó không được nhiều nhưng mà nó ra nguyên cái bật đẹp lắm. Cây hoàn toàn sạch sẽ và cây không trái tụ không gì. Cành nóng chứng luôn nha Phong. Nè, đế ship luôn chứ bộ. Đế ship nhưng mà nó kiểu mà không được đeo suốt nữa. Được 8 phần rồi. Dàn cốt cành cũng to luôn nha cô chú anh chị. Cây mỉnh tích luôn. Cây trực lắc nha. Bộ xử lý mỏng, thần chậu. Sẹo cuốn rất là tốt nha. Này vừa tước ta chăm cũng rất là kỹ ha. Đây đem cho cô chú anh chị mình coi cái dàn phơm nó đây. Đó, dày phơm nha cô chú anh chị. Xương mình dưới đây. Cốt cành nè. Dòng bãi ghí này nó dễ chăm lắm. Tỉa nó mau dày phơm đẹp lắm. Rồi đem xây
dây dòng nó rệm báo thông số mã số 3 nha cô chú anh chị. Thì chung dây cái này cũng không có nhiều ha, thì mình cứ chơi mình bấm chân từ từ thì hết được dây này có thể là mình buông dây luôn nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em báo thông số mã số 3 nha. Cái hoành gốc nó ở đây, cái hoành gốc nó ở đây là 11. Chiều cao của cây, chiều cao của cây là 20. Hết tán ngang, hết tán ngang của nó là 33. Thì mã số 3 này em giao lưu với cho chú anh chị mình là 1.350.000 nha. Là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị, cả cây lẫn chậu luôn nha. Rồi bây giờ em lên tiếp mã số 4 nha. Rồi em lên tiếp mã số 4 nha cô chú anh chị. Đây là một cây quế sắp đế ghép la rí nha. Đây, nó có một cái hẹo nhưng mà cắt ngay đây. Phần đây là nó hoàn toàn sạch sẽ không gì hết. Hẹo nó có chân cành nó cuốn vô và đã được đục. Nó cuốn mép luôn nè. Được cuốn mép luôn nè. Nguyên cái bệ đế dưới là hoàn toàn không bị gì hết, nó chỉ bị cái hẹo trên mặt cắt như đó thôi. Đế nè, đây còn nó nè, chưa môi hết. Cây này là cây sắp đế nha. Sắp đế đầy đậu luôn. Bên đây cũng có cái sẹo nhỏ này ha. Đó là sẹo mới cắt. Tổng thể ok đẹp lắm. Đây, quay rõ cho anh chị em đó, nó chỉ bằng ngón tay thôi. Còn nguyên phần dưới đây là nó sạch sẽ, không bị hết, đã đục hẹo vét rồi, nó đang cuốn rất là mạnh luôn rồi. Nhưng mà cành giữ nó bao cô chú chị em mình không bị chết tù chị khúc dưới hết. Cây sắp đế, đế có đế màu trắng. Nguyên cái bài đế nè, bài đế từ đây qua đây. Cây sắp đế để đầu á. Cây rất là lực luôn nha cô chú anh chị. Gõ cái tịch lắc mà đẹp. Để em xây về vòng rồi em sẽ báo thông số mà số 4 nha. Đây cái phơm tàn ở đây cô chú anh chị. Cái dày phơm ha. Xương bên dưới đây. Cốt cành đóng chuẩn ha. Rồi để em xây dài dòng nữa để em báo thông số của mã số 4 nha. Cây rất là đẹp nha cô chú anh chị. Nó lùng lực chỉnh cái bài ha. Rồi bây giờ em báo thông số của mã số 4 nha. Cái hoành góc nó ở đây, cái hoành góc nó ở đây là 18. Cái này đẹp to, đẹp biết lắm đẹp. Chiều cao của cây là 19. Hết tán ngang, hết tán ngang nó là 39 nha. Thì do cái cây này nó có sẹo ở đây với lại đây xíu ha. Sẹo trên mặt á. Thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.350.000 nha. Giá quá hữu nghị luôn chứ. Cái cây này nếu mà nó không có cái sẹo trên mặt cắt hơi lớn chỗ đó thôi là nó nằm tầm 2.500.000 cho lên. Rồi bây giờ em lên tiếp mã số 5 nha cô chú anh chị. Rồi em lên tiếp mã số 5 nha cô chú anh chị. Cái cây này cũng phơm cây nó quá trời đẹp rồi. Đây em xây về dòng của chú anh chị mình xem nha. Cầm sữa nhuyễn mứt luôn, anh thợ làm đẹp lắm, cây tuyệt lắm. Cây này sạch sẽ nha. Cây có ngọn nối lên luôn nè. Cầm chỉnh từ tơ xuống dưới luôn. Mình này về chỉ tỉa lại và chơi thôi. Ngày cuối mà làm được mấy cây mà lùng lực mà ra cái phơm cây này nó không phải bị hao bao nhiêu cây mới được. Khó làm. Rồi cái dòng mùi quế nó hơi khó xử lý. Nhưng mà nó khi nó thần như vậy của chú anh chị mình chơi yên tâm nha. Cây khi nó thần rồi thì nó dễ, mà khi mà khúc phôi mà cắt lùng lực xử lý khó. Cắt cao mà cây nó lỡ tầm tung thì nó dễ sống. Cắt lùng lực làm kiển dấn thân vô cái nghề thì buộc phải cắt lùng, cắt cao khó chịu. Phơm tàn này tốt luôn. Xương mình dưới đây cây này mạnh lắm. Cốt cành to luôn nha cô chú anh chị. Rồi để bây giờ em xây dài dầm nó rồi em báo thông số của mã số 5 nha. Rồi bây giờ em báo thông số của mã số 5 nha cô chú anh chị. Đây cái hoành gốc nó đây. Cái hoành gốc nó đây là 14.5 tới 14 đây. Hoành gốc là 14. Chiều cao của cây là 21. Hết tán ngang, hết tán ngang nó là 36 nha. Thì mã số 5 này em giao lưu với cô chú anh chị. Anh chị mình là 1.350.000 nha. Là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị. Cả cây lẫn chậu luôn nha. Thì mã số 5 này cũng là mã cuối cùng của video bên em ngày hôm nay ha. Thì em cũng xin cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã dành thời gian theo dõi video của bên em nha. Nếu quý cô chú anh chị mình có yêu thích kênh thì bấm đăng ký kênh ủng hộ giúp em ha. Rồi em xin cảm ơn rất là nhiều ạ.